Chúng sanh vì nghiệp cấu nặng nề nên không một ai tránh khỏi tội lỗi. Những kẻ phàm phu bị màn vô minh che lấp, gần gũi bạn ác, phiền não loạn tâm, tánh không hiểu biết, nên cứ buông lòng tự thị, không tin tưởng mười phương chư Phật, không tin tôn pháp cùng các bậc thánh tăng, bất hiếu cha mẹ, không kính nhường bà con. Tuổi trẻ phóng túng, kiêu căng ngạo mạn, đối với các vật quý báu, các thứ ca nhạc, các sắc đẹp trai gái, thường sanh tâm tham luyến, ý khởi phiền não, lần là với người hư, tập tành theo bạn ác, không biết chừa đổi, hoặc giết hại các giống sanh linh, hoặc uống rượu mê mang mất hết trí huệ, rồi thường cùng với chúng sanh tạo nghiệp phá giới. Những tội lỗi ở quá khứ cùng tội ác ở hiện tại ngày nay chí thành cầu xin sám hối hết thảy, từ nay về sau không dám làm nữa. Đừng cho rằng trong đời này ta không gây tội mà không ân cần cầu xin sám hối. Vì trong kinh nói, kẻ phàm phu mỗi khi động chân cất bước là đã có tội. Lại trong những đời quá khứ đã gây nên nhiều điều ác nghiệp không thể kể xiết, nó đi theo ta như bóng theo hình. Nếu không sám hối thì tội ác càng ngày càng sâu. Nên biết rằng, hễ che giấu tội lỗi của mình thì Phật còn không dung cho, tỏ bày để sám hối thì Ngài tịnh danh kính chuộng. Bởi thế nên biết, chúng sanh bị chìm đắm mãi trong bể khổ cũng do thói hay che giấu tội lỗi. Vì vậy ngày nay chúng con xin phát nguyện sám hối, không dám che giấu. Ba chướng: một là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là quả báo chướng. Ba thứ chướng này làm nhân cho nhau, như do phiền não mới sanh ác nghiệp, do ác nghiệp mà phải chịu khổ báo. Vì thế ngày nay chúng con cầu xin hết lòng sám hối. Thứ nhất, sám hối các nghiệp chướng phiền não. Vì những phiền não ấy đều do ý gây ra. Khi ý nghiệp phát khởi thì thân nghiệp, khẩu nghiệp theo đó phát động. Ý nghiệp có tham lam, có giận dữ, có ngu muội. Bởi ngu muội mới sanh tà kiến mà gây lắm việc ác. Vì vậy kinh nói, ba nghiệp tham sân si làm cho chúng sanh đọa lạc trong ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu khổ vô cùng. Nếu được làm người cũng phải chịu những ác báo phiền não, nghèo nàn, túng thiếu, côi cút, lại thêm tánh nết hung hăng, càng bướng, ngu độn, không biết phải quấy. Ý nghiệp đã gây nhiều ác quả như thế, nên ngày nay chúng con dốc lòng đem hết thân mạng nương về chư Phật cầu xin sám hối. Trước sám hối ba nghiệp của thân, sau sám hối bốn nghiệp của miệng, còn lại những nghiệp chướng khác lần lượt cầu xin cúi đầu sám hối tất cả. Ba nghiệp của thân: thứ nhất là nghiệp giết hại, như kinh đã nói, dung thứ kẻ khác như dung thứ mình, chớ giết chớ đánh. Những loài cầm thú cũng biết bảo tồn thân mạng sợ chết như mình. Nếu tìm xét kỹ thì các chúng sanh từ vô thủy cho đến nay đều đã là cha mẹ, anh chị em, bà con quyến thuộc, nhưng bởi nhân duyên nghiệp báo nên phải luân hồi sáu nẻo, ra vào đường sanh tử, thay hình đổi dạng, không còn nhận biết lẫn nhau. Nay chúng ta đang tâm giết hại ăn thịt, như thế rất tổn lòng từ bi. Vì thế Phật dạy, giả sử được ăn các món rau quả, còn tưởng như trong đời đói khát phải ăn thịt con, huống là ăn cá thịt. Phật lại dạy, vì lợi giết chúng sanh, lấy tiền mua thịt cá, cả hai đều là ác nghiệp, sau khi chết đọa vào địa ngục rên xiết. Vì thế nên biết, giết hại loài vật lấy thịt ăn, tội sâu như sông biển, nặng như núi. Song từ vô thủy đến nay, chúng con vì không gặp được bạn lành nên mới tạo những nghiệp ấy. Kinh dạy, tội giết hại thường làm chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ để chịu khổ báo. Nếu đầu thai trong loài súc sanh, phải chịu làm thân hùm, heo, beo, chó sói, bồ cắt, hoặc làm thân rắn độc, rết độc, ôm lòng hiểm ác, hoặc làm thân hươu, nai, thỏ, luôn luôn sợ hãi. Nếu được làm người,
mắc phải hai thứ quả báo: một là nhiều bệnh, hai là chết yểu. Sự giết hại loài vật ăn thịt đã gây biết bao ác báo như thế. Ngày nay chúng con chí thành cầu xin sám hối. Lại từ vô thị đến nay, khi có tâm thức này, thường ôm lòng thâm độc, không dạ xót thương, hoặc vì tham lam mà giết, hoặc vì giận dữ si mê khinh mạng mà giết, hoặc dùng phương tiện độc ác mà giết, hoặc thề giết, nguyền giết, dùng phù chú giết, vân vân, hoặc phá hồ tháo nước, thiêu đốt núi rừng, săn bắn chài lưới, hoặc nhân khi gió phóng lửa, hoặc thả chim săn, chó săn, làm não hại tất cả mọi loài. Những tội như thế, ngày nay chúng con đều xin sám hối. Hoặc dùng cả bẫy hầm hố, câu liêm kích, cung nỏ, súng đạn bắn giết những loài chim bay, thú chạy, hoặc dùng lưới rập, thả câu để bắt những loài dưới nước, làm cho tất cả những giống ở dưới nước như tôm, cá, ba ba, rùa, ốc, hến, vân vân, ở mặt đất, ở trên không, chẳng còn chỗ nào trốn núp. Hoặc nuôi gà, heo, trâu, dê, chó, ngỗng, vịt để tự mình giết ăn, hoặc mượn người làm thịt, khiến tiếng kêu thương của chúng chưa dứt mà lông cánh đã rơi rụng, mai vậy đã tan nát, đầu một nơi, thân một ngã, xương thịt tiêu tan, lột da, xẻ thịt, mổ, cắt, đốt, thui, nấu, nướng, đau đớn biết chừng nào. Tha ngươi, ỷ sức mạnh giết hại loài vô tội ăn thịt, chỉ sướng miệng một lúc, được chút vị ngon, bất quá vì ba tức lưỡi mà phải mang lấy tội báo kiếp kiếp đời đời. Những tội ác như thế, ngày nay chúng con xin chí thành sám hối. Lại từ vô thị đến nay, hoặc khởi binh đánh nhau, giao tranh nơi chiến trường, hai bên giáp mặt giết hại lẫn nhau, hoặc tự mình giết, hoặc sai người giết, hoặc nghe ai giết sanh tâm vui mừng, hoặc tập làm nghề mổ heo bò, đi làm thịt mướn, xẻ nấu thân mạng loài vật, gây nhiều việc bất nhẫn, hoặc giận dữ dùng dao mát, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc xô xuống hầm hố, hoặc nhận chìm dưới nước, hoặc lấp hang phá ổ, hoặc lấy đất đá ngăn lấp, hoặc dùng xe, ngựa, voi lăng, cán, giày đạp tất cả chúng sanh. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin giải bài sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, hoặc phá thai, đập trứng, dùng trùng độc, thuốc độc giết hại chúng sanh, hoặc khai khẩn đất cát, trồng cấy vườn ruộng, nuôi tầm, ươm kén, giết hại càng nhiều, hoặc đập đuổi ruồi muỗi, chí rận, hoặc đốt rác dơ bẩn, khai tháo ngòi rảnh, giết hại loài vật, hoặc ăn trái cây, dùng thóc gạo, rau dưa, phải giết càng chúng sanh, hoặc đốt củi thắp đèn đuốc, thiêu chết các loài côn trùng, hoặc đổ nước sôi làm chết sâu kiến, cho đến những khi đi, đứng, nằm, ngồi, cũng thường giết hại chúng sanh nhỏ nhích, bay trên không, bám dưới đất. Bởi phàm phu tâm thức tối tâm, không hay không biết, mới phạm phải các tội, ngày nay đều xin giải bài sám hối. Lại từ vô thị đến nay, đối với chúng sanh, hoặc dùng roi, gậy, gông cùm, xiềng xích, hoặc dùng kìm kẹp tra khảo, đánh đập, thoai đạp, lấy dây trói buộc giam cầm, tuyệt hẳn cơm nước, dùng những cách độc ác làm khổ não chúng sanh, ngày nay chí thành hướng về mười phương chư Phật, tôn pháp, thánh chúng cầu xin sám hối. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội giết hại ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được thân hình bền chắc như kim cương, sống lâu vô cùng, xa lìa oán ghét, không còn nghĩ đến những việc giết hại. Đối với chúng sanh coi như con một, nếu thấy bị tai nạn nguy cấp thì trước tùy phương tiện giải cứu, không lẫn tiếc thân mạng, rồi sau mới đem chánh pháp nhiệm màu của Phật hướng dẫn, khiến cho tất cả chúng sanh đều được an vui. Vì thế ngày nay chúng con đầu thành đảnh lễ quy y mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Vô Cấu Phật. Nam mô Ly Cấu Phật. Nam mô Huệ Trành Chánh Dương Phật. Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. Nam mô Long Tự Tại Dương Phật. Nam mô Bảo Hoa Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Đảnh lễ chư Phật rồi, kể đến sám hối nghiệp trộm cướp. Trong kinh nói, vật của người dầu một lá rau cọng cỏ mà họ không cho cũng không được lấy, huống chi trộm cướp. Nhưng vì chúng sanh chỉ thấy lợi trước mắt nên lấy một cách trái đạo, đến nỗi sau này phải chịu tai ương. Bởi vậy kinh nói, tội trộm cướp làm chúng sanh bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, chịu khổ vô cùng. Nếu đầu thai trong đường súc sanh, phải chịu làm thân trâu, ngựa, lừa, lạc đà, vân vân, đem thân máu thịt của mình trả nợ kiếp trước cho người. Nếu được làm người, phải chịu làm thân tôi mọi cho kẻ khác, áo không đủ che thân, cơm ăn không đủ bữa, bần cùng khốn khổ. Sự trộm cướp đã có khổ báo như thế, ngày nay chúng con chí thành cầu xin sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, chúng con hoặc trộm tiền tài bảo vật kẻ khác, hoặc cầm dao cưỡng đoạt, hoặc tự mình xông đến bức người lấy của, hoặc ỷ quyền nương vào thế lực, dùng kìm to kẹp lớn ép chế oan người lương thiện, hoặc thâu tiền đút lót của bọn gian tham, đánh khảo người ngay, buộc họ phải nhận tội một cách oan ức. Vì những nguyên nhân ấy khiến họ sa vào lưới pháp luật, hoặc ăn tiền của người dưới để dung túng họ làm bậy, hoặc lấy của công làm lợi riêng, lấy của riêng vào việc công, làm tổn hại người kia để đem lợi cho người này, làm tổn hại cho người này để đem lợi cho người kia, lấy bớt của kẻ khác để làm lợi cho mình, miệng hay nói bố thí mà tâm thì bỏn sẻn, ăn cắp thuế ruộng, thuế chợ, trốn thuế đò ải, bớt của công để dùng vào việc riêng, giấu siêu dịch để sai làm việc mình. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, hoặc những vật của Phật, Pháp, Tăng không cho mà lấy, hoặc kinh tượng, hoặc vật dùng để cất chùa xây tháp, hoặc vật dùng để cúng dường thường trụ Tăng hay chư Tăng tại chùa, hoặc trộm cắp lấy lầm, cậy thế không trả lại, hoặc đổi chác vay mượn mà quên sót, hoặc đem của tam bảo dùng không phải chỗ, tiêu pha lãng phí, hoặc lấy những vật như thóc, gạo, củi, muối, đậu, tương, giấm, rau dưa, hoa quả, tiền, vải, tre, gỗ, lụa là, phan lộng, hương hoa, dầu đèn, tự mình lấy dùng, hoặc lấy qua quả cúng Phật, hay dùng đồ của chúng tăng, hoặc lấy của tam bảo làm của riêng mình. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay chúng con hổ thẹn đều xin sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, hoặc chỗ bạn bè qua lại, sư tông đồng học hay cha mẹ anh em, bà con quyến thuộc cùng ở chung nhau mà trăm món cần dùng lừa dối gạt gẫm nhau, hoặc đối với xóm giềng gần gũi dời rào xê tường xâm lấn đất nhà người khác, đổi móc thay nêu, cướp giật tiền của, chiếm đoạt ruộng vườn, mượn tiếng việc công để làm lợi riêng, sang đoạt hàng quán rẫy bái của người, những tội như thế ngày nay đều xin sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, hoặc đánh phá thành ấp, đốt làng phá xóm, buôn bán lương dân, dụ dỗ tôi tớ của người, hoặc ác chế oan những kẻ vô tội, hoặc đâm chém máu rơi thịt nát, thân bị đầy ải, gia sản tan nát, cốt nhục chia lìa,
mỗi người một nơi, sống chết cách biệt. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay đều xin sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, buôn bán hàng hóa, lập quán đổi chác đồ vật, dùng cân non đấu nhỏ, giảm bớt phước tất, xén lấn của người, lường gạt từng ly, đem của xấu đổi của tốt, đem thứ ngắn đổi thứ dài, giả dối trăm chiều để mong cầu chút lợi. Những tội như thế, ngày nay chúng con đều xin sám hối. Lại từ vô thị đến nay, hoặc khoét vách đào tường, chặn đường cướp đoạt, hoặc trốn nợ, xén bớt tài lợi, hoặc phụ tình trái hẹn, ngoài mặt lừa dối, trong lòng mưu toan, hoặc cướp giật trái đạo đồ vật của quỷ thần, cầm thú, chúng sanh, hoặc mượn cớ coi quẻ coi tướng để gạt lấy tài sản của người. Như thế cho đến đem lợi, cầu cách vô đạo, cầu cách tham lam, không biết chán, không biết đủ. Những tội như thế vô lượng vô biên, không thể nói hết. Ngày nay, chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật, tôn pháp, thánh chúng, đều xin sám hối. Nguyện do công đức sám hối những tội trộm cướp ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được ngọc như ý, thường xuất sanh bảy món trân bảo, y phục cực đẹp, đồ ăn đủ vị, đủ các thứ thuốc men, tùy ý muốn vật chi liền có vật ấy để cúng dường bố thí. Lại nguyện cho tất cả chúng sanh không ai còn tưởng đến sự trộm cướp, ít ham muốn, biết vừa đủ, không đắm nhiễm, thường vui lòng bố thí, thực hành đạo cứu tế, xả bỏ thân mạng, đầu, mắt, tủy, não để mong thành tựu bố thí ba la mật. Kể đến chúng con xin sám hối tội tham ái, tham dục. Trong kinh nói, chúng sanh chỉ vì tham ái, tham dục nên bị giam hãm trong ngục si mê, chìm đắm trong dòng sanh tử, không biết ngõ ra. Vì say đắm ngũ dục nên từ xưa tới nay bị lưu chuyển mãi trong đường sanh tử. Giả sử lấy xương của tất cả chúng sanh trong muôn nghìn kiếp chất đóng lại, còn cao hơn núi Tỳ Phú La ở thành Dương Xá. Sữa mà mẹ cho con bú nhiều như nước bốn biển, nước mắt mà cha mẹ anh chị em thương khóc người thân khi lâm chung còn nhiều hơn nước bốn biển. Vì thế nên kinh nói, còn tham ái dâm dục thì còn sanh tử. Thế mới biết tham ái dâm dục là nguồn gốc sanh tử khổ đau. Ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Lại từ vô thị đến nay, chúng con hoặc quyến rũ thê thiếp, chiếm đoạt vợ chồng con cháu của người, hoặc làm ô nhục ni cô, phá phạm hạnh người khác, hiếp bức một cách vô đạo, đem tâm bất chính xem ngó lẳng lơ, nói cười bỡn cợt, hoặc biếm nhục thanh danh gia tộc của người, hoặc làm nhơ tiếng tốt của người, hoặc làm hạnh bất tịnh với năm hạng người bản nam bản nữ. Trong kinh nói, tội tà dâm hay khiến chúng sanh bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ, chịu khổ vô cùng. Nếu sanh trong loài súc sanh, phải làm chim bồ câu, chim sẻ, chim yên ương. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải cảnh vợ chồng phụ bạc. Sự tà dâm có quả báo xấu xa như thế, cho nên ngày nay chúng con chí thành cầu xin sám hối. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội tham ái dâm dục ấy, đời đời kiếp kiếp được hóa sanh, không do bào thai, thọ thân thanh khiết sáng sủa, tướng mạo quang minh, sáu căn tỏ rõ, thông minh lanh lợi, hiểu rõ ân ái là cùng xích bó buộc, xét kỹ sáu trần là tò quyển hóa, mà quyết định xa lìa cảnh ngũ dục, cho đến trong giấc mộng cũng không nghĩ điều bất chánh, những điều mê hoặc ở trong ở ngoài, không thể động tâm. Sám hối phát nguyện rồi, chúng con xin đem hết thân mạng kính lễ Tam Bảo. Chúng con trước đã sám hối ba nghiệp ác của thân, nay xin theo thứ lớp sám hối bốn nghiệp của miệng. Trong kinh nói, những tội nghiệp do miệng gây ra thường làm chúng sanh bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ, chịu khổ vô cùng. Nếu đầu thai vào loài súc sanh, phải làm thân chim cú, chim mèo, tiếng kêu đáng ghét. Nếu được sanh vào loài người thì hơi miệng hôi thối,
nói không ai tin. Còn trong bà con quyến thuộc thường xảy ra bất hòa, đánh lộn cãi giả lẫn nhau. Nghiệp của miệng đã có những ác quả như thế, nên ngày nay chúng con chí thành quy y Tam Bảo cầu xin sám hối. Chúng con từ vô thị đến nay vì nghiệp ác khẩu nên phải ở trong bốn nẻo sáu loài, tạo nhiều tội lỗi, nói năng thô tháo, lời lẽ hung bạo ngang tàn, không biết tôn ti đối với kẻ thân người sơ, kẻ sang người hèn, hơi trái ý mình đã nổi giận mắng nhiếc quỷ nhục nhiều điều hèn hạ xấu xa ác độc, không chừa điều chi, khiến cho người khác ôm hận suốt đời không quên, gây họa kết thù chẳng bao giờ dứt, lại còn oán thán trời đất, trách móc quỷ thần, chê bai các bậc hiền thánh, vu oan biếm nhục người lương thiện. Những tội nghiệp do ác khẩu gây ra như thế thật vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, vì nghiệp nói dối tạo ra bao nhiêu tội lỗi. Trong ý mong cầu danh dự lợi dưỡng, giấu giếm tình thực, dối trá đủ điều, tâm trí mê muội, chuyện có nói không, chuyện không nói có, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, biết nói không biết, không biết nói biết, làm nói không làm, không làm nói làm, khi miệng thánh hiền lừa đảo dối gạt người đời, đến như cha con vua tôi, họ hàng bè bạn, nói năng gì cũng không thành thật, khiến người khác lầm nghe theo mình, đến nỗi phải tan nhà mất nước. Lại còn giả trò yêu thuật, thường tự khen mình, khoe mình đã chứng tới bậc tứ thiền, tứ vô sắc định, Anna Bhatna, 16 quán hạnh, chứng bậc Tu Đà Hoàn, đến bậc A-la-hớn, Bích Chi Phật, bậc Bất Thoái Bồ Tát. Lại còn bày trò lạ mê hoặc lòng người, để mong cầu cung kính, cúng dâng bốn món cần dùng. Những tội nghiệp do giọng ngữ gây ra như thế vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, vì nghiệp nói lời thiêu dệt tạo ra bao nhiêu tội lỗi. Dùng âm từ hoa mỹ, văn chương bóng bẩy, xuyên tạc sự sai lầm, khen ngợi điều trái quấy, khéo đặt những bản ca hát hình dung yêu kiều, mô tả thoái dâm ô, khiến cho hạng trung lưu, hạ lưu động tâm, say đắm tửu sắc không thể tự giác, hoặc phóng túng tư thù, không kể lời nghị bàn công chính. Dẫu người kia là bậc trung thần hiếu tử, hay là chí sĩ hiền nhân, vẫn cứ làm văn thêu dệt nên tội, để người đời sau tin cho là thật, khiến họ phải ôm hận dưới cửu tuyền, không biết đâu biện bạch. Những tội nghiệp do ỷ ngữ gây ra như thế vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, vì nghiệp nói hai lưỡi gây ra bao nhiêu tội lỗi. Khen trước mặt chê sau lưng, xảo trá trăm chiều, tới người kia nói chuyện người này, tới người này nói chuyện người kia, chỉ biết lợi mình không nghĩ đến kẻ khác, dèm xỉm để ly gián vua tôi, vu oan hủy nhục người lương thiện, để cho vua tôi nghi kỵ nhau, cha con bất hòa nhau, vợ chồng bỏ nhau, họ hàng thân thích xa lìa nhau, làm mất ân nghĩa thầy trò, dứt đường lui tới bạn bè, cả đến làm cho hai nước đang giao hảo nhau phải hủy bỏ minh ước, mất hòa khí, gây sự oán thù, đem binh đánh nhau, giết hại trăm họ. Nghiệp nói hai lưỡi gây ra tội lỗi vô lượng vô biên như thế. Ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật, tôn pháp, thánh chúng, đều xin giải bài ai cầu sám hối. Nguyện nhờ công đức sám hối bốn nghiệp ác khẩu, đời đời kiếp kiếp được đầy đủ tám thứ âm thanh, bốn món biện tài, thường nói những lời hòa hợp lợi ích, giọng nói thanh nhã ai cũng muốn nghe, lại được hiểu rõ ngôn ngữ chúng sanh. Nếu có nói chi đều được thích hợp căn cơ, khiến cho ai nghe cũng được tỏ ngộ, nhập thánh siêu phàm, mở pháp huệ nhãn. Sám hối và phát nguyện rồi, xin đem hết thân mạng kính lễ Tam Bảo. Trước đã sám hối ba nghiệp ác của thân,
bốn nghiệp ác của miệng. Nay xin theo thứ lớp sám hối những tội chướng do sáu căn gây ra. Chúng con từ vô thỉ đến nay, mắt nhìn hình sắc ở ngoài là mê hoặc, ham thích những màu đen, trắng, vàng, đỏ, tía, xanh, cùng những đồ chơi, đồ trang sức quý giá. Hoặc thấy tướng mạo đàn ông, đàn bà, cao, thấp, trắng, đen, cử chỉ yêu kiều diễm lệ, mà khởi ra những tư tưởng phi pháp. Hoặc tai ham nghe tiếng hay như cung, thương, đàn, sáo, ca hát, hoặc nghe những giọng thanh tao, lời ăn nói, tiếng cười của đàn ông, đàn bà, mà khởi ra những tư tưởng phi pháp. Hoặc mũi thích ngửi mùi thơm của gỗ trầm, hương gỗ chiên đàn, lông não, xạ hương, hay mùi thơm của cây uất kim, cây tô hộp, mà khởi ra những tư tưởng phi pháp. Hoặc lưỡi ham nếm những vị ngon lành, tươi tốt, ngọt béo, nên phải lấy máu thịt chúng sanh để nuôi thân tứ đại, dung dán thêm cội khổ, mà khởi ra những tư tưởng phi pháp. Hoặc thân mình ham muốn sự lòe loẹt, gấm dốc lụa là, tất cả những thứ y phục mịn màng đẹp đẽ bằng thất trân, mà khởi ra những tư tưởng phi pháp. Hoặc ý hay loạn tưởng, nên làm điều trái pháp. Bởi sáu căn tạo ra tội nghiệp vô lượng vô biên như thế, ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật, tôn pháp, thánh chúng đều xin sám hối. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do nhãn căn gây ra, chúng con nguyện mắt này thấy suốt pháp thân thanh tịnh của mười phương chư Phật Bồ Tát. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do nhĩ căn gây ra, chúng con nguyện tai này thường được nghe chánh pháp của mười phương chư Phật hiền thánh đã nói và thực hành đúng theo giáo pháp ấy. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do tỷ căn gây ra, chúng con nguyện mũi này thường ngửi hương thơm nhập pháp tánh ở cõi hương tích, xa lìa mùi hôi thối bất tịnh của sanh tử. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do thiệt căn gây ra, chúng con nguyện lưỡi này thường ăn món ăn thiền duyệt pháp thực, không tham mùi máu thịt của chúng sanh. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do thân căn gây ra, chúng con nguyện thân này mặc được áo Như Lai, khoác giáp nhẫn nhục, nằm giường vô ý, ngồi tòa pháp không. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do ý căn gây ra, chúng con nguyện ý này thành tựu được mười lực, thông suốt được năm minh, xét rõ lý chơn không bình đẳng của hai đế, theo trí huệ phương tiện vào được dòng nước pháp tánh, niệm niệm sáng suốt, thành tựu pháp vô sanh nhẫn của Như Lai. Phát nguyện sám hối rồi, xin đem cả thân mạng kính lễ thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, Nam mô Chiên Đàn Quang Phật, Nam mô Ma Ni Tràng Phật, Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật, Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật, Nam mô Đại Bi Quang Phật, Nam mô Từ Lực Dương Phật, Nam mô Từ Tạng Phật, Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật, Nam mô Thiện Ý Phật, Nam mô Diệu Âm Bồ Tát, Nam mô Diệu Đức Bồ Tát, Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Trên kia là sám hối ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng. Bây giờ chúng con xin sám hối tất cả nghiệp chướng đối với Phật, Pháp, Tăng. Trong kinh Phật dạy, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, tín tâm khó sanh, sáu căn khó đủ, bạn tốt khó gặp. Ngày nay chúng ta nhờ kiếp trước đã tạo nhiều căn lành nên mới được làm thân người,
sáu căn đầy đủ, lại gặp bạn lành được nghe chánh pháp. Nếu trong lúc này không hết lòng tinh tấn tu hành, ắt sau này sẽ bị chìm đắm trong muôn nghìn khổ đau, không biết ngày nào ra khỏi. Bởi thế hôm nay chí thành cầu xin sám hối. Chúng con từ vô thủy đến nay thường bị vô minh che tâm tánh, phiền não chướng ý thức, thấy hình tượng Phật không hết lòng cung kính, khinh miệt chúng tăng, tàn hại bạn tốt, phá tháp hủy chùa, thiêu đốt kinh tượng, làm hại thân Phật. Hoặc mình ở nhà đẹp để tượng Phật Bồ Tát ở chỗ thấp hèn bẩn thỉu, khói hung nắng táp, gió thổi mưa chang, bụi đất dính đầy, chim chuột đục khoét. Hoặc thờ chung trong phòng ngủ, không từng kính lễ, hoặc ở trần trước tượng Phật, không sửa y phục trang nghiêm tề chỉnh, che lấp ánh quang minh chỗ Phật. Những tội như thế, ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, đối với pháp Phật lấy tay bẩn cầm các quyển kinh, hoặc đang khi đọc tụng xen nói lời tục tiểu phi pháp, hoặc để kinh dưới đất, dưới cốp xe, trên đầu giường, ngồi đứng không cung kính, hoặc để trong rương tráp sâu mọt ăn nát, hoặc cuốn tròn làm cho sổ rớt, mất nát thứ tự, lộn lẫn bộ loại, hoặc lôi kéo dướng đức, làm rách giấy mất chữ, tự mình không tu tập, không chịu lưu truyền. Những tội như thế, ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Lại nói cười lớn tiếng, làm rộn người khác nghe pháp, hoặc giải sai lời Phật dạy, nói khác thánh ý, không phải chánh pháp nói là chánh pháp, chánh pháp nói không phải chánh pháp, chẳng phạm nói phạm, phạm nói chẳng phạm, tội nhẹ nói nặng, tội nặng nói nhẹ. Hoặc sao chép kinh sách đoạn trước để đoạn sau đem để đoạn trước, hoặc đoạn trước đoạn sau đem để vào giữa, hoặc đoạn giữa đem để ra trước sau, hoặc theo dệt lời văn trong kinh Phật để làm sách riêng của mình, hoặc vì danh dự lợi dưỡng cung kính mà nói pháp, không lòng vì pháp, chỉ vì muốn tìm lỗi của pháp sư mà bàn luận nghĩa lý, không vì tăng tiến sự hiểu biết để cầu pháp xuất thế, mà chỉ đàm luận hạch hỏi một cách vô lý, hoặc khinh mạng lời Phật, tôn trọng tà giáo. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin sám hối. Lại từ vô thủy kiếp trở lại cho đến ngày nay, vì ba độc tham sân si ở trong ba cõi trải khắp 25 loài khởi ra các tội ác cùng khắp mọi nơi, thuận chiều gió nghiệp mà không tự biết, hoặc chướng ngại người trì giới, tu định, tu huệ, tu các công đức, tu các thần thông. Những tội chướng như vậy vô lượng vô biên, chướng bồ đề tâm, chướng bồ đề nguyện, chướng bồ đề hạnh, ngày nay chúng con đều xin sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, đối với chúng tăng gây ra các nghiệp chướng như chiếc bậc A-la-hớn phá sự hòa hợp của chúng tăng, não hại những người phát tâm vô thượng bồ đề, dứt tuyệt giống Phật, làm cho thánh đạo không lưu hành được, hoặc lột xẻ người tu hành, tra khảo bậc sa môn, đánh đập đầy đọa, dùng lời thô bỉ mắng nhiếc, hoặc phá giới hạnh thanh tịnh, làm mất hết oai nghi, hoặc khuyên người khác bỏ đạo bát chánh, hoặc giữ và thực hành theo năm phép tà, hoặc giả dạng nhà sư trộm của thường trụ tiêu xài việc riêng. Những tội như thế, ngày nay chúng con đều xin sám hối. Hoặc để mình trần, hay mặc y phục mỏng manh, đường đột đến trước kinh tượng, hoặc mang giày bẩn thỉu đi vào điện Phật, dẫm lên tháp Phật, hoặc mang guốc vào chùa, khạc đàm nhổ nước miếng trong nhà thiền, làm nhơ nhốt chỗ Phật và chúng tăng ở, hoặc đánh xe cưỡi ngựa xông pha trong chùa chiền tịnh xá. Phàm đối với tam bảo mà khởi ra những tội lỗi như thế, thật vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật, tôn pháp, thánh chúng cầu xin sám hối. Nguyện nhờ công đức sám hối ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp thường gặp được tam bảo để tôn ngưỡng cung kính,
không bao giờ chán nản, lại nguyện có được gấm lụa tốt đẹp, anh lạc quý giá, trăm nghìn âm nhạc, các món danh hương, các thứ hoa quả tốt tươi, có đủ những vật sở hữu trên đời để cúng dường. Nếu có vị nào thành Phật, chúng con nguyện đến trước khuyến thỉnh mở cửa cam lồ cứu độ chúng sanh. Nếu có vị Phật nào nhập niết bàn, chúng con nguyện được cúng dường một lần sao chót. Còn ở trong hàng chúng tăng, chúng con nguyện tu sáu pháp hòa kính, được sức tự tại, trùng hưng tam bảo, trên hoằng dương Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Những tội nặng hoặc nhẹ đối với tam bảo đã sám hối rồi, còn là những tội ác khác, chúng con xin theo thứ lớp sám hối hết thảy. Như trong kinh nói, có hai hạng người được mạnh mẽ: một là tự mình không gây tội, hai là đã gây tội mà biết ăn năn sám hối. Lại có hai phương pháp trong sạch có thể làm cho chúng sanh diệt trừ được các món chướng ngại: một là biết hổ nên tự mình không làm ác, hai là biết thẹn nên không xúi người khác làm ác. Có hổ thẹn như thế mới gọi là người. Nếu không biết hổ thẹn thì cũng chẳng khác gì cầm thú. Bởi vậy, ngày nay chúng con chí thành quy y Phật như pháp mà sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, vì mê tín tà kiến nên giết hại chúng sanh để cúng tấu quỷ thần, ly mị vọng lượng, cầu được sống lâu nhưng không bao giờ được, hoặc nói dối mình thấy ma quỷ rồi tự giả xưng là thần thánh, nói chuyện họa phúc để gạt người. Những tội như thế ngày nay chúng con đều xin sám hối. Lại từ vô thủy đến nay, hoặc hành động láo xược, tự cao tự đại, hoặc ỷ mình dòng dõi quý tộc, khi dễ mọi người, cậy mình sang trọng, khinh rẻ kẻ hèn hạ, hoặc ỷ sức mạnh ăn hiếp kẻ yếu, hoặc uống rượu rồi gây sự loạn, đã không kể người thân sơ, say sưa suốt ngày không biết tôn ti. Những tội như thế ngày nay chúng con đều xin sám hối. Lại như tham ăn uống không biết tiết độ, ăn gỏi thịt gỏi cá, hoặc ăn năm thứ cay nồng, mùi hôi bay lên xông uế các kinh tượng, xua đuổi những người tu hành giữ giới thanh tịnh, buông lung tâm ý, xa lìa người lành, gần gũi bạn ác. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối. Lại có tánh cống cao, bài điều giả dối, bắt người khác theo mình, càng bướng cố chấp cho mình là hay, ương ngạnh chống bán không biết nhân tình, cho mình là phải, người khác là quấy. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối. Lại còn tham lam tiền tài, không biết nhường nhịn, không có liêm sỉ, mua bán rượu thịt lừa dối để sống, hoặc cho vay nặng lời, tính từng ngày từng giờ, góp chứa một cách cay nghiệt, tham cầu không biết chán, hưởng thụ của dân cúng không biết hổ thẹn, hoặc không giới đức mà lạm nhận của tính thí. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối. Và đánh đập tôi tớ, sai khiến trẻ con làm việc nặng nhọc, không kể đến sự đói khát lạnh nóng của chúng, hoặc phá vỡ cầu cống, làm ngăn trở sự đi lại. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối. Lại để mặc ý mình phóng túng, lung lăng tán loạn, chỉ để thì giờ đánh bài bạc, đánh cờ tướng, hoặc cùng nhau uống rượu ăn thịt, chén tạc chén thù, làm rối cho nhau, nói chuyện du dơ hay bàn luận chuyện thiên hạ, hết năm này qua năm khác, để ngày giờ trôi qua không lợi ích gì. Mỗi đêm ba thời không tụng kinh ngồi thiền, lười biếng giải đãi cứ nằm dài suốt ngày, không để tâm quán sáu món niệm xứ, thấy người khác có việc lợi hơn mình lại sanh ghen ghét, ôm lòng hiểm độc, khởi đủ phiền não, để cho gió lốc vật dục thổi vào củi lửa tội lỗi, cháy luôn không ngớt, thiêu mất những điều lành của ba nghiệp. Khi những pháp lành đã hết thì hóa ra nhất xiển đề đọa vào địa ngục lớn, không có kỳ hạn ra được. Bởi thế nên ngày nay chúng con cúi đầu hướng về mười phương tam bảo, đều xin sám hối hết thảy. Tất cả tội lỗi từ trước đến nay, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc
thô hoặc tế, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm vui mừng, hoặc dùng thế lực bắt buộc người khác làm. Cả đến những tội khen người làm ác, ngày nay chúng con chí thành đều xin sám hối. Nguyện nhờ công đức sám hối các tội ác ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được từ hòa, trung hiếu, khiêm nhường, nhẫn nhục, biết lấy đạo đức sửa mình chính đáng, trong sạch nhân nghĩa, nhường nhịn, xa lìa bạn ác, thường gặp bạn lành, thâu nhiếp được sáu căn, giữ gìn được ba nghiệp, nhẫn nại được khổ nhọc, tâm không thoái lui, lập chí tu hành đắc đạo, cứu độ chúng sanh. Phát nguyện rồi, đem hết thân mạng kính lễ chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. Nam mô Thường Quang Tràng Phật. Nam mô Quang Thế Đăng Phật. Nam mô Huệ Oai Đăng Dương Phật. Nam mô Đại Huệ Lực Dương Phật. Nam mô Pháp Thắng Dương Phật. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Long Tự Tại Dương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Trước đã sám hối những phiền não chướng, nghiệp chướng, nay theo thứ lớp giải bài những quả báo chướng còn lại, xin sám hối hết thảy. Trong kinh nói, khi nghiệp báo đã đến, cho dù trốn trong không trung, trong biển, trong hang núi, không có chỗ nào thoát khỏi được quả báo, chỉ có sức sám hối mới có thể diệt trừ. Vì sao biết được? Vì như ông Thích Đề Hoằng Nhân, khi thấy năm tướng suy hiện ra, trong lòng khiếp sợ, bèn chí thành quy y Tam Bảo, thì năm tướng ấy liền tiêu diệt, lại còn thêm tuổi thọ. Những chuyện như thế trong kinh rất nhiều, không phải là một. Thế mới biết sự sám hối hay diệt trừ được tai họa. Song kẻ phàm phu nếu không gặp bạn tốt dẫn đường, thời không có việc ác nào mà không làm. Đến nỗi khi sắp chết, cảnh địa ngục gớm ghê hiện ra trước mắt, chính lúc ấy lại hối hận sợ hãi. Ôi ngày trước không tu điều lành, để đến ngày cùng ăn năn, thì ăn năn sao kịp. Phước báo hay tai ương tự mình gieo trồng từ trước, thì nay cứ thẳng lối mà vô địa ngục, vào vạc dầu sôi, thân tâm tan nát, tinh thần thống khổ. Tới lúc đó, dầu muốn lại Phật hay sám hối một câu cũng không dễ gì được nữa. Vì thế, tất cả mọi người chớ ỷ mình tuổi trẻ, sức mạnh, có tiền tài, thế lực mà lười biếng giải đãi, tự ý buông lung. Một khi khổ chết đã đến, thì không luận già, trẻ, nghèo, giàu, sang, hèn, đều tiêu ma hết. Quỷ vô thường đến thình lình không cho ai biết trước. Mạng người vô thường như giọt sương mai, một hơi thở ra, thở vào không được là xong một đời. Do vậy, phải mau thức tỉnh tu hành, ai cầu sám hối. Nếu không, sứ giả của vua Diêm La đến cho giàu tuổi trẻ, sức mạnh đến đâu cũng không thể tránh. Lúc đó, cho dù có nhà lầu, xe hơi, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, vợ con, quyến thuộc, không đem theo được, để lại cho người khác hưởng. Còn mình thì chỉ đem theo cái tội hay phước mà thôi. Vì thế, tất cả mọi người hãy phát tâm dõng mãnh tinh tấn tu hành, gieo trồng phước đức, tẩy trừ tội lỗi. Giải Oan Thích Kiết. Dịch giả Hòa Thượng Thích Viên Giác.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng trước hết là hướng về nơi tứ sinh lục đạo mà sám hối ác nghiệp của thân. Kinh dạy rằng: có thân thời có khổ, không thân thời không khổ. Thế thì thân này là nguồn gốc của khổ. Những ác báo khốc liệt trong ba đường dữ đều do thân mà có. Chứ chưa thấy việc gì người làm mình chịu, hay mình làm người chịu. Mình làm mình chịu, mình gây nhân mình tự chịu quả. Nếu tạo thành một nghiệp, tội đã không bờ bến, huống nữa chung thân làm ác, tội biết bao nhiêu. Nay ta chỉ biết có thân ta, không biết có thân người. Chỉ biết có ta đau khổ, không biết có người đau khổ. Chỉ biết có ta cầu an vui, không biết người cũng cầu an vui. Vì ngu si nên chúng ta sinh tâm bỉ ngã, sinh tưởng oán thân, nên có oán thù cùng khắp lục đạo. Nếu không giải oán kiết thì biết lúc nào ra khỏi lục đạo. Cứ ở mãi trong ấy kiếp này sang kiếp khác, hả không đau lòng sao? Hôm nay đại chúng khởi tâm vọng mãnh sinh đại hổ thẹn, làm lễ đại sám hối, quyết lòng khiến một niệm cảm mười phương Phật, một lạy đoạn trừ vô lượng oán kiết. Đồng giao một lòng tha thiết đảnh lễ, quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bảo Đăng Phật, Nam mô Vô Lượng Âm Phật, Nam mô Minh Ý Phật, Nam mô Công Đức Phẩm Phật, Nam mô Vô Biên Hạnh Phật, Nam mô Khai Hoa Phật, Nam mô Phước Đức Phật, Nam mô Tùy Thời Phật, Nam mô Quảng Ý Phật, Nam mô Công Đức Kỉnh Phật, Nam mô Thiện Tịch Diệt Phật, Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo, nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực và hết thảy hiền thánh lực, khiến tất cả chúng sanh có oán thù trong tứ sinh lục đạo đồng đến đạo tràng. Mọi người trong đại chúng đều sám tạ tâm niệm, miệng nói lời như thế này: chúng con từ vô thủy vô minh trú địa trở lại cho đến ngày nay, do vì nhân duyên ác nghiệp của thân hoặc đối với các cõi trời cõi người mà gây thù kết oán, hoặc đối với loài Atula, loài ngạ quỷ, loài địa ngục mà gây thù kết oán, nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực và hết thảy hiền thánh lực, khiến các chúng sanh có tâm oán hận ba đời ở trong tứ sinh lục đạo, hoặc có oán thù hay không phải oán thù, hoặc khinh hoặc trọng, nhờ sự sám hối hôm nay mà tội lỗi đều tiêu diệt, thân tâm được thanh tịnh, không còn chịu đau khổ trong ba cõi, sinh ra nơi nào cũng thường gặp được chư Phật. Lại nữa, những người hiện đồng sám hối hôm nay, từ vô thủy sinh tử trở lại cho đến ngày nay, vì nhân duyên ác nghiệp của thân mà gây thù kết oán với hết thảy chúng sinh trong ác đạo, hoặc do vì sân hận, hoặc do vì tham ái, hoặc do vì ngu si, từ ba độc căn ấy mà sinh ra mười ác nghiệp: ưa giết hại cầm thú, đoạn mạng trâu dê vân vân, hoặc vì ruộng vườn, hoặc vì nhà cửa, hoặc vì tiền tài, trở lại giết hại lẫn nhau. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì lợi dưỡng mà giết lầm chúng sanh, hoặc giả làm thầy thuốc chăm chích bách tính, những tội như vậy oán thù vô lượng, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa,
từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc làm chúng sanh đói khát, hoặc giật lương thực của người, hoặc bức ép chúng sanh uống mặn nuốt đắng, hoặc đoạn nước uống của người, bao nhiêu nghiệp ác như vậy sinh ra oán thù, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, xa lìa minh sư, thân cận bạn ác, do thân ba nghiệp gây tạo bao nhiêu tội lỗi, buông lòng giết hại người vô tội một cách yểu uổng, hoặc phá triệt ao hồ, bít lấp ngoài rãnh, não hại các loài lớn bé dưới nước, hoặc thiêu đốt núi rừng, hoặc bủa giăng chài lưới, sát hại tất cả chúng sanh dưới nước. Oán thù như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, tâm không từ bi, hạnh không bình đẳng, dặn cân bẻ móc, giàu già ra non, đông đầy gạt lưng, xâm lấn người hèn hạ, hoặc phá hại làng xóm, giành giật cướp đoạt, cắp trộm của người để cung cấp cho mình, thiếu lòng thành tín, sát hại lẫn nhau. Những oán thù như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, tâm không từ bi, hạnh không từ bi, đối với chúng sanh trong sáu đường, làm đủ mọi điều khổ sở, hoặc đánh đập bà con, không kể đạo tình quyến thuộc, hoặc trói buộc giam cầm ngục tối, hoặc tra khảo ngửa nghiêng, đâm bắn thương tích, hủy hoại thân thể, chém chặt tàn hại, lột da xẻ thịt, nấu nướng chiên xào. Những oán thù như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy cho đến ngày nay, do ba ác nghiệp của thân, bốn ác nghiệp của miệng, ba ác nghiệp của ý, tạo ra những tội tứ trọng, ngũ nghịch, bao nhiêu điều ác đều làm hết. Tự ý mình tuổi cao mạng lớn, không sợ quỷ thần, chỉ sợ mình không hơn người, sợ người hơn mình, hoặc ỷ thế cao dòng lớn họ mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy, hoặc ỷ mình nghe nhiều hiểu rộng mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy, hoặc vì văn chương kỹ nghệ mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy, hoặc vì khoe giàu xa xỉ mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy, hoặc vì ăn nói sắc sảo mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy. Những oán thù ấy, hoặc đối với hình tượng Phật Thánh không tâm cung kính mà sinh ra, hoặc đối với Hòa Thượng A Xà Lê mà sinh ra, hoặc đối với các bậc thượng tọa, trung tọa, hạ tọa chung ở với nhau mà sinh ra, hoặc với quyến thuộc của những người đồng tu học mà sinh ra, hoặc đối với cha mẹ bà con thân thích mà sinh ra. Những oán thù như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại đến ngày nay, hoặc đối với các loài trời, loài người mà sinh thù kết oán, hoặc đối với loài Atula, loài địa ngục mà sinh thù kết oán, hoặc đối với các loài súc sinh, loài ngạ quỷ mà sinh thù kết oán, rộng ra cho đến đối với hết thảy các loài chúng sinh trong mười phương mà gây thù kết oán. Những tội ác ấy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì tật đố, hoặc vì xiểm khúc để cầu cho mình hơn người, hoặc vì danh dự, hoặc vì quyền lợi mà theo ngoại đạo tà kiến, không biết hổ thẹn, gây thù kết oán như vậy, hoặc nặng hoặc nhẹ, tội nhân khổ quả, số lượng nhiều ít, chỉ có chư Phật, chư Đại Bồ Tát mới thấy hết, biết hết. Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát rủ lòng thương xót chúng con. Như chúng con từ vô thủy trở lại đây, đã tạo ra bao nhiêu tội lỗi, hoặc tự làm, hoặc dạy người làm, hoặc thấy người khác làm sinh tâm tùy hỷ, hoặc chúng con tự lấy của tam bảo, hoặc dạy người lấy của tam bảo, hoặc thấy người lấy mà sinh tâm tùy hỷ,
hoặc có che giấu, hoặc không che giấu các tội nói trên. Như chỗ chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã thấy, đã biết, tội lượng nhiều ít, đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sa vào các đường ác, biên địa hạ tiện để chịu oán thù. Ngày nay, chúng con sám hối, nguyện xin trừ diệt hết. Thần lực của chư Phật không thể nghĩ bàn, xin Phật rủ lòng từ bi, cứu vớt hết thảy chúng sanh. Chúng con nay hướng về tứ sinh lục đạo, cha mẹ, sư trưởng, hết thảy bà con quyến thuộc mà sám hối tội đã làm, cởi mở oán thù. Nguyện xin Tam Bảo khiến hết thảy chúng sanh trong lục đạo có tâm oán thù chúng con đều hoan hỷ xả bỏ tất cả oán thù, không còn sinh tâm phân biệt oán thân, đối với nhau đều vô ngại như hư không. Nguyện xin từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, đoạn trừ hết kiếp tập phiền não. Ba nghiệp thanh tịnh không còn oán hận, tùy ý sinh lên thiên cung bảo điện. Tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thường hay tu hành trăm phước nghiêm thân, vạn thiện đầy đủ, an trú vào nơi đại định thủ lăng nghiêm, chứng thân kim cang. Trong khoảng một niệm, hiện thân khắp sáu đường, tế độ hết thảy chúng sanh, đồng lên đạo tràng, thành bậc chánh giác. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã sám hối được thân tội, thì thân nghiệp được thanh tịnh. Còn lỗi của khẩu nghiệp nay phải sám hối. Khẩu nghiệp là cái họa môn của hết thảy oán thù. Cho nên các đức Phật đều dạy không được nói hai lưỡi, nói lời hung ác, nói dối, nói thêu dệt. Nên biết lời nói vua nịnh quanh co, hoa mỹ hay đem lại thị phi, tai họa không phải là ít, mắc phải quả báo rất nặng. Tha ngôi, người đời, tâm ôm lòng ác độc, miệng nói lời ác độc, thân làm việc ác độc. Do ba điều ấy mà hại chúng sanh. Chúng sanh bị độc hại liền kết oán hận, thề quyết báo thù, hoặc đời này toại nguyện, hoặc chết rồi mang theo. Chúng sanh kết oán như vậy khắp cả lục đạo để báo thù nhau, không bao giờ cùng tận. Báo thù nhau như vậy đều do túc nghiệp đời trước đã gây ra, chứ không phải vô cớ, không có nguyên nhân. Thân ba nghiệp, miệng bốn nghiệp, những nghiệp ấy mới thật là nguồn gốc của tội ác. Người tại gia không trung hiếu, chết vào núi Thái Sơn, chịu sự thảm khốc của lửa nóng, nước sôi. Người xuất gia không vì Phật Pháp, sao sẽ thường sinh về chỗ của người ác để chịu oán thù? Oán thù theo nhau như thế đều do ba nghiệp. Trong ba nghiệp ấy, khẩu nghiệp nặng nhất, cho nên phải bắt đủ thứ quả báo đau khổ, trong đêm dài mù mịt mà không hay không biết. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng biết rằng, chúng ta sở dĩ luân hồi mãi trong lục đạo đều do khẩu nghiệp, hoặc buông lời khinh khi thô tháo, miệng nói sắc sảo, miệng bát xảo lanh, nói lời phù phiếm, dối trá quỷ quyệt. Lời nói không đi đôi với việc làm, nên mắc phải ác báo nhiều kiếp không thôi. Vậy đại chúng phải biết sợ hãi, hết lòng sám hối, tẩy trừ tội lỗi ấy đi. Chúng con từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, khẩu nghiệp bất thiện, không tốt đối với tứ sinh lục đạo, cha mẹ, sư trưởng, tất cả bà con. Không có điều ác gì của các người ấy mà chúng con không tuyên truyền. Chúng con nói lời thô sẵn, phát tiếng hung bạo, hủy báng chê bai, bạn bè vui chơi nhóm họp mà nói xấu, nói lời vô nghĩa. Chỉ không nói có, chỉ có nói không, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, làm nói không làm, không làm nói làm. Nói ngược nói xuôi như vậy, đảo lộn trời đất, để lợi mình hại người, dèm chê lẫn nhau. Nói đến mình thì bao nhiêu phước đức đều quy tụ về mình, nói đến người thì bao nhiêu điều ác độc đều đổ xô về cho người. Cho đến khen chê tố cáo thánh hiền, so lường vua tôi, cân nhắc cha con, cơ hiềm sư trưởng, hủy bán thiện tri thức, vô đạo, vô nghĩa,
không ngó lại tai nạn u ách ở đời, tán hình mất mạng, đời sau thống khổ vĩnh kiếp, mắc phải quả báo ác. Giả chăng vừa cười giỡn đó, trong khoảnh khắc liền chịu vô lượng trọng tội, huống nữa dùng lời ác mà làm hại cho tất cả. Đệ tử chúng con cùng nhau từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, do khẩu ác nghiệp đối với các loài trời, loài người mà có oán thù, đối với loài Atula, loài địa ngục mà có oán thù, đối với loài ngạ quỷ, loài súc sinh mà có oán thù, đối với cha mẹ, sư trưởng và tất cả bà con mà có oán thù, đệ tử chúng con hôm nay lấy lòng từ bi, đồng tu như Bồ Tát, đồng nguyện như Bồ Tát, xin thay thế cho tất cả chúng sanh mà đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vô Biên Oai Đức Phật. Nam mô Dược Dương Phật. Nam mô Đoạn Ác Phật. Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật. Nam mô Hoa Đức Phật. Nam mô Kim Cang Quân Phật. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam mô Đại Đức Phật. Nam mô Tịch Diệt Ý Phật. Nam mô Thiện Trú Phật. Nam mô Bất Hưu Tức Bồ Tát. Nam mô Diệu Âm Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo, nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, Hiền Thánh lực, khiến tất cả chúng sanh trong tứ sinh lục đạo giác ngộ trở lại mà đến đạo tràng. Nếu người nào có thân hình bị câu thúc trở ngại, có tâm mà không đến được, nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, Hiền Thánh lực thâu nhiếp tinh thần của những người ấy, khiến tất cả đều đến được đạo tràng này, thọ lãnh sự sám hối khẩu nghiệp của chúng con. Từ vô thủy vô minh trú địa trở lại cho đến ngày nay, vì nhân duyên của nghiệp ác khẩu đối với chúng sanh trong lục đạo tạo ra đủ mối oán thù, nguyện xin nhờ sức oai thần của tam bảo khiến cho tất cả oán thù kết lại trong ba đời của tứ sinh lục đạo, nhân sám hối này mà được trừ diệt. Chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì sân nhuế, hoặc vì tham ái, hoặc vì ngu si, từ ba độc căn tạo mười ác hạnh, do bốn ác nghiệp của miệng tạo ra vô lượng tội, hoặc do ác khẩu mà não loạn cha mẹ, sư trưởng quyến thuộc và tất cả chúng sanh, hoặc đối với cha mẹ khởi ra nghiệp nói dối, hoặc đối với sư trưởng khởi ra nghiệp nói dối, hoặc đối với quyến thuộc khởi ra nghiệp nói dối, hoặc đối với tất cả chúng sanh khởi ra nghiệp nói dối, hoặc thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, hoặc nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, hoặc biết nói không biết, không biết nói biết, hoặc vì kiêu mạn, hoặc vì tật đố khởi ra nghiệp nói dối. Những tội ác như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, khởi ra nghiệp hai lưỡi, thọ lãnh lời ác của người khác không thể che giấu. Đến người này nói người kia, đến người kia nói người này, làm cho người này chia rẽ người kia, làm cho người kia đau khổ, hoặc vì cười giỡn làm cho hai bên đấu tranh nhau, cốt nhục chia lìa, phá quyến thuộc của người, xàm loạn quần thần, nhiễu hại tất cả. Những tội ác như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay,
tạo tội ỷ ngữ, nói lời vô nghĩa, lời không lợi ích, hoặc làm phiền não cha mẹ, hoặc làm phiền não sư trưởng, hoặc làm phiền não bạn đồng học, cho đến đối với hết thảy chúng sinh trong lục đạo, khởi tâm não hại. Như vậy, khẩu nghiệp khởi ra oán thù vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực và hết thảy hiền thánh lực, ngày nay chúng con sám hối, khiến cho tất cả oán thù ba đời trong bốn loài sáu đường, hết thảy sự gây thù kết oán hoàn toàn giải thoát, bao nhiêu tội nghiệp đều tiêu trừ, hoàn toàn không trở lại gây thù kết oán nữa, không đọa trở lại trong ba đường ác nữa, rốt ráo không trở lại trong lục đạo, hồng làm khổ sở độc hại nhau nữa. Từ nay trở đi, xả bỏ tất cả các oán thù, không còn phân biệt oán thân, tất cả đều hòa hiệp như nước với sữa, tất cả đều hoan hỷ như ở sơ địa, hằng làm pháp thân từ bi quyến thuộc. Từ nay cho đến ngày thành Phật, không còn trở lại chịu quả báo trong ba cõi, đoạn ba nghiệp chướng, trừ năm bố úy, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật tăng tấn, thâm tu, hành đạo đại thừa, vào trí huệ Phật. Hết thảy hạnh nguyện đầy như biển cả, lục thông, tam minh, thảy đều thông suốt, chứng pháp tam mật, đủ năm phần pháp thân, phát kim can huệ, thành quả chủng trí. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã được sám hối thân nghiệp rồi, khẩu nghiệp rồi, thứ lại sám hối ý nghiệp cho được thanh tịnh. Hết thảy chúng sanh luân hồi sinh tử, không được giải thoát đều do ý nghiệp. Thập ác ngũ nghịch kiết tập kiên cố quyết định đều cho ý nghiệp. Cho nên Phật dạy rằng, không đoạn được tham dục, sân nhuế và ngu si tà kiến, thì sao phải đọa địa ngục, chịu khổ vô cùng. Ngày nay, đại chúng đã cùng nhau nhận thấy rằng, cái tâm nó thúc đẩy cái thức làm việc, cũng như vua chỉ huy tất cả đình thần. Miệng nói lời ác, thân làm việc ác, nên hay chiêu tập quả báo đau khổ kịch liệt trong sáu đường. Nên biết rằng, thân bị hủy diệt tan mất, việc ấy là do tâm tạo. Này muốn sám hối, trước phải đoạn trừ các tâm, sau mới đánh dẹp cái ý. Vì cớ gì vậy? Kinh dạy rằng, chế ngự tâm lại một chỗ thì việc gì cũng xong. Vậy thì tâm trong sạch, đó là nguồn gốc của giải thoát. Ý thanh khiết, đó là nền tảng của tiến hóa. Được như thế thì quả báo kịch liệt nơi tam đồ không lại, mà thống khổ vô cùng trong ác đạo cũng chẳng qua. Nhưng thân nghiệp, khẩu nghiệp, thô thiển bên ngoài dễ trừ, ý nghiệp rất vi tế bên trong thật là khó trừ. Như Lai là bậc đại thánh, nhất thế trí. Nhân đối với thân, khẩu, ý mới không cần giữ gìn, phàm phu ngu muội mê lầm, dám không cẩn thận hay sao? Nếu không đánh dẹp ba nghiệp làm cho ba nghiệp thanh tịnh, thì chưa thấy được điều lành của ba nghiệp. Vì thế nên kinh dạy rằng, phòng ngừa cái ý như canh gác cửa thành, giữ gìn cái miệng như bưng bít miệng bình. Như thế, chúng con đâu dám không giữ gìn ba nghiệp hay sao? Chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, thọ thân này do vô minh phát khởi ra ái dục, làm cho thêm lớn đường sinh tử, và cũng hay làm đầy đủ 12 điều khổ, 8 tà, 8 nạn, luân hồi lưu chuyển trong tam đồ lục đạo, không có chỗ nào là không trải qua. Chịu vô lượng khổ trong những chỗ như vậy đều do ý nghiệp cấu tạo sinh ra oán thù. Ý nghiệp niệm niệm phan duyên chưa từng tạm xả, kích động lục căn chạy khắp ngũ thể. Những ác nghiệp nặng hay nhẹ đều do ý tạo ra cả. Nếu thân và khẩu chưa vừa ý, thì tâm càng thêm giận dữ độc ác, bèn sát hại nhau không thương xót. Như chúng con hơi có chút ghẻ ngứa đã không thể chịu được, giả sử việc ấy ở nơi người khác thì sự đau khổ không bao nhiêu, hoặc thân mình hơi đau một chút thì rên la, còn như đánh đập người khác
thì sợ họ không đau, ít đau, không thấm thía. Thấy lỗi của người, lòng muốn tuyên truyền nói ra. Tự mình có lỗi, không muốn người khác nghe biết. Có tâm niệm như vậy, thật là xấu hổ. Lại nữa, ý khởi sân hận là mở đường rộng lớn, rước oán tặc vào tâm. Sở dĩ trong kinh Phật dạy rằng, giặc cướp công đức không gì hơn sân nhuế. Lại nữa, kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, Phật tử khởi lên một niệm sân tâm, thì trong tất cả ác tâm không có tâm nào ác hơn nữa. Vì sao vậy? Vì khởi lên một niệm sân thì phải chịu 100.000 vạn sự chướng ngại. Chướng không thấy bồ đề, chướng không nghe được chánh pháp, chướng làm cho sinh vào đường ác, chướng sinh ra nhiều tật bệnh, chướng bị người hủy bán, chướng sinh ra ám đồn, chướng làm mất chánh niệm, chướng làm cho mất trí huệ, chướng làm cho gần ác tri thức, chướng không ưa việc hiền lành, chướng làm cho xa chánh kiến. Cho đến xa lìa chánh giáo của Phật, vào cảnh giới của ma, trái với thiện tri thức, các căn khiếm khuyết, sinh vào các nhà làm việc ác ở nơi biên địa. Những chướng như vậy đều do sân hận nhiều không thể kể xiết. Chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, lẽ ra cũng có vô lượng vô biên ác tâm sân hận, cho đến khởi sân hận không kể gì bà con họ hàng, huống nữa là đối với các chúng sanh trong lục đạo. Cho đến do sân hận mà gây ra phiền não mãnh liệt độc ác mà mình không tự biết. Chỉ về phần sự tướng bên ngoài không thực hiện được như ý muốn, chớ về tâm tưởng thì không có việc gì tâm không nghĩ đến. Bởi thế, cho nên một phen thiên tử nổi giận thì thay phơi đầy đường ngàn dặm. Từ vua trở xuống thì tự do ngang tàn quấy nhiễu chúng sanh, đánh đập, trói buộc những người vô tội. Đó là sự ác độc của ý nghiệp. Vậy mà chưa có một ngày nào biết hổ thẹn ăn năn. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy phiền não sân hận của ý nghiệp rất sâu kín. Dầu chúng ta có muốn xả bỏ, nhưng gặp cảnh nó cũng sinh tâm, cùng với ác ý hoạt động, niệm niệm xúc chạm nhau, không biết lúc nào thoát ly được khổ não ấy. Đại chúng đã biết tội này không thể được yên, cho nên phải mau khấu đầu lễ bái, tỏ hết lòng thành sám hối tội sân hận, nguyện xin trừ diệt. Mọi người phải đầu thành đảnh lễ, quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vô Sở Phụ Phật. Nam mô Cung Kính Phật. Nam mô Oai Đức Thủ Phật. Nam mô Trí Nhật Phật. Nam mô Tu Di Đảnh Lễ Phật. Nam mô Liên Hoa Phật. Nam mô Ứng Tán Phật. Nam mô Trí Thức Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Thường Lạc Phật. Nam mô Đa Công Đức Phật. Nam mô Sư Tử Du Hí Bồ Tát. Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo đem từ bi lực, vô lượng vô biên tự tại lực, nạp thọ chúng con ngày nay hướng về tứ sinh lục đạo, cha mẹ, sư trưởng, hết thảy bà con mà sám hối bao nhiêu oán thù do ý nghiệp đã kết lại, hoặc có oán thù hay không phải oán thù, hoặc khinh hoặc trọng, những oán thù đã kết nối, nguyện xin sám hối trừ diệt. Những oán chưa kết, quyết không dám kết. Nguyện xin nhờ sức Tam Bảo, đồng gia tâm nhiếp thọ, thương xót che chở cho chúng con được giải thoát. Đệ tử chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay,
Do vì nhân duyên ác nghiệp của ý, nên đối với tứ sinh lục đạo, cha mẹ, sư trưởng và tất cả bà con mà kết các oán thù, hoặc khinh hoặc trọng, ngày nay hổ thẹn, tỏ bày sám hối, nguyện xin trừ diệt tất cả oán thù. Lại từ vô thỉ cho đến ngày nay, y nơi gốc ba độc khởi ra tâm tham, nhân nơi tham sử khởi ra tham nghiệp, hoặc u ẩn hay hiển hiện, cùng tận hư không giới, hễ nơi nào lúc nào thấy người có của thì sinh tâm ác, nghĩ rằng ta sẽ lấy của ấy. Cho đến của cha mẹ, của sư trưởng, của bà con, của hết thảy chúng sanh, của chư thiên, của chư tiên, những của ấy đều cho là thuộc về ta cả. Tội ác như thế vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, khởi ra sân nghiệp, ngày đêm luôn luôn thiêu đốt thân tâm, không có một giờ một phút nào tạm thời dừng nghỉ. Có chút gì không bằng lòng, liền nổi giận đùng đùng, đem chúng sanh ra mà não hại đủ điều, hoặc roi gậy đánh đập, hoặc nhận chìm xuống nước, cho đến dùng cách xua đuổi, bỏ đói khát, trói buộc treo lên trên cao, hay nhốt vào phòng tối cho đến chết. Những tội sân hận như thế vô lượng vô biên, gây ra oán thù không thể kể xiết, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, tùy thuận vô minh, làm những việc ngu si, tạo tất cả điều ác, không có trí huệ chân chánh, tin theo lời tà, thọ lãnh pháp tà, những nghiệp si mê như vậy, tạo ra oán thù vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, làm 10 tà đạo, kết hết thảy oán thù, tạo tất cả ác nghiệp, niệm niệm phan duyên chưa từng tạm xả, kích động 6 căn, khởi các kiết nghiệp, hoặc thời thân khẩu chưa thỏa mãn thì tâm càng thêm độc ác, cho đến giỡn cười gây ra thị phi, không dùng tâm ngay thẳng làm việc theo người, thường ôm lòng xiển khúc, không biết hổ thẹn. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ở trong lục đạo chịu đại khổ não, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Đệ tử chúng con, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện, những ác nghiệp như vậy đối với Phật khởi ra tất cả tội chướng, đối với Pháp khởi ra tất cả tội chướng, đối với Bồ Tát hiển thánh khởi ra tất cả tội chướng. Những tội chướng như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chí thành cầu xin sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, thân ba ác nghiệp, miệng bốn ác nghiệp, ý ba ác nghiệp, tạo ra tất cả tội ngũ nghịch tứ trọng, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, sáu căn, sáu trần, sáu thức, vọng tưởng điên đảo, phan duyên các cảnh, tạo ra tất cả các tội, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, đối với nhiếp oai nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh giới, phần nhiều có hủy phạm, sau này thân hoại mạng chung, phải đọa ba đường ác, ở trong địa ngục kiệu vô lượng vô biên, hằng sa thống khổ. Sao lại đọa vào ngạ quỷ, sẽ ngu si, không hiểu biết gì, thường bị đói khát, chịu các nhiệt não, rồi lại đọa làm xuất sinh, chịu vô lượng khổ, ăn uống vật bất tịnh, cơ hàng khốn khổ. Tội hết, được sinh làm người, đọa vào nhà tà kiến, tâm thường xiểm khúc, tin theo lời tà, mất chánh đạo, chìm vào biển sinh tử, không hẹn ngày ra. Tất cả tội ác, oán thù ba đời như thế, nói không kể xiết. Chỉ có chư Phật mới thấy hết, biết hết. Như chỗ chư Phật đã thấy đã biết, tội báo nhiều ít, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát, đem đại từ bi lực, đại thần thông lực, như pháp điều phục chúng sanh lực, khiến chúng con
ngày nay sám hối, tất cả oán thù liền được trừ diệt. Hết thảy chúng sinh trong lục đạo đã chịu oán thù rồi, hay chưa chịu trả oán thù, nguyện xin nhờ sức đại từ bi lực của chư Phật, chư Đại Bồ Tát và tất cả hiền thánh, khiến hết thảy kẻ oán thù ấy hoàn toàn giải thoát. Từ nay trở đi cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, tất cả tội chướng hoàn toàn thanh tịnh, không sinh vào đường ác, sinh về tịnh độ, bỏ sống oán thù, được sống trí huệ, bỏ thân oán thù được thân kim cang, bỏ ác đạo khổ được niết bàn vui, nhớ ác đạo khổ phát Bồ Đề tâm, tứ đẳng lục độ thường được hiện tiền, tứ biện lục thông được tự tại như ý, dõng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, tu lên cho đến mãn hạnh thập địa, trở lại độ thoát vô biên chúng sanh. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nguyện xin cho tất cả chúng sanh đời quá khứ, đời hiện tại và cùng tận đời vị lai ở trong bốn loài, sáu đường đều được nhờ sự sám hối hôm nay mà thanh tịnh, đồng được giải thoát, đồng đủ trí huệ thần thông tự tại. Nguyện xin cho các chúng sanh ấy từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, thường thấy được pháp thân của chư Phật khắp mười phương, tận hư không giới, thường thấy thân tử ma kim sắc, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của chư Phật phân tán ra khắp mười phương cứu độ chúng sanh. Thường thấy chư Phật phóng bạch hào tướng quang ở giữa hai chặng mày, tế độ chúng sanh đau khổ trong địa ngục. Lại nguyện xin cho đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nhờ công đức nhân duyên sám hối thanh tịnh hôm nay mà từ nay trở đi bỏ thân này thọ thân khác, cũng không vào trong địa ngục để chịu những thống khổ tiêu hình hoại thể trong giạt nước sôi lò lửa nóng, không trải qua đường ngạ quỷ mà chịu các thống khổ đói khát, cổ nhỏ bằng kim, bụng to bằng trống chầu, không trải qua đường súc sinh để đền nợ cũ trả mạng xưa, chịu các sự phanh thây xẻ thịt lôi kéo khốn khổ. Nếu ở trong loài người thì thân không mắc phải 404 bệnh khổ não, không chịu khổ đại hàn đại nhiệt khó nhẫn nại, không chịu khổ vì đau gươm roi gậy đánh đập thuốc độc não hại khốn khổ, không gặp phải tai nạn đói khát khốn khổ. Lại nguyện xin đại chúng từ nay trở đi giữ giới trong sạch, không làm ô uế đạo tâm, thường tu nhân nghĩa, niệm tưởng báo ân, cúng dường cha mẹ như cúng dường Phật không khác, phụng sự sư trưởng như đối chư Phật, kính trọng quốc chủ như thường trú pháp thân, đối với mọi người như mình không khác. Lại nguyện xin đại chúng từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, hiểu thấu nghĩa lý sâu màu của chư Phật, tâm trí không sợ hãi, rõ thông đại thừa, thấy suốt chánh pháp liền tự khai giải, không phải nhờ ai chỉ bày, một lòng kiên cố cầu đạo Bồ Đề trở lại hóa độ vô biên chúng sanh, đồng như chư Phật thành bậc chánh giác. Ngày nay đại chúng ẩn thân hay hiện thân trong đạo tràng, xin chứng minh cho lời phát nguyện mãi mòn sau này. Chúng con chánh nguyện, nguyện xin về cảnh của thánh nhân ở, thường hay kiến lập đạo tràng, hưng hiển cúng dường, làm lợi ích rộng lớn cho tất cả chúng sanh. Nguyện thường được tam bảo từ bi nhiếp thọ, thường có thế lực giáo hóa, dìu dắt được dễ dàng, thường tu hành tinh tấn, không say đắm dục lạc ở đời, thường biết các pháp đều không có tự tánh, đối với người oán kẻ thân, đều đem điều lành bình đẳng hóa độ, cho đến Bồ Đề tâm không thối chuyển. Từ nay trở đi, một mảy thiện tâm nào cũng nhờ thiện lực này mà thành tựu. Lại nguyện sinh trong loài người, sinh vào nhà từ thiện, lại lập từ bi đạo tràng, cúng dường tam bảo, điều thiện nhỏ nhiệm nào cũng đem bố thí hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nguyện cùng với hòa thượng A Xà Lê chung lo tu hành, không xa lìa nhau, trường trai khổ hành, tâm không ái nhiễm, không lập gia đình, trung tín thanh bạch, nhân nhượng hòa bình, tổn mình lợi người, không cầu danh lợi.
lại nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường được phụng sự vô lượng vô biên hết thảy chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị hiền thánh tăng, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ. Lại nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường được phụng dưỡng báo bổ ân sâu của cha mẹ, muốn dâng cúng gì đều được đầy đủ. Lại nguyện từ nay cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát không biết mỏi mệt, tài thí vô cùng, pháp thí vô tận, trí huệ phương tiện làm gì cũng được, tùy theo căn cơ của chúng sanh, cho uống thuốc pháp đều được giải thoát. Đệ tử chúng con, ngày nay ở trước mười phương tam bảo, phát tâm Bồ Đề, từ nay cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát, thề không thối lui, hằng sinh tâm che chở chúng sanh, hằng sinh tâm độ thoát chúng sanh. Chúng sanh chưa thành Phật, chúng con xin nguyện không chứng quả niết bàn trước chúng sanh. Nguyện xin hết thảy mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Thánh Hiền hiện tiền chứng minh cho chúng con, khiến cho chúng con từ nay cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ, tất cả phiền não, thống khổ đều được giải thoát. Thân cận chư Phật được Phật thọ ký, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại trí, sáu xích thần thông, như ý, tự tại, tùy ý sanh về tịnh độ của chư Phật. Hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn, trước độ chúng sanh, sau thành Phật đạo. Chư Phật thường khen ngợi sự phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề tức là tâm Phật, công đức trí huệ vô lượng không thể nghĩ bàn. Giả sử vô lượng kiếp tu hành làm các việc thiện không bằng một niệm phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là nhân thành tựu đạo quả, trước báo ơn Phật, sau cứu độ tất cả chúng sanh. Đệ tử chúng con nguyện thường tự nhớ sự phát tâm Bồ Đề, làm cho tâm Bồ Đề tương tục không gián đoạn. Nguyện xin hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát và hết thảy thánh hiền cùng khắp mười phương rủ lòng từ bi chứng giám cho chúng con. Nam mô Thanh Tịnh Phật, Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật, Nam mô Kiên Đức Phật, Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật, Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật, Nam mô Quang Đức Phật, Nam mô Vô Ưu Đức Phật, Nam mô Đức Niệm Phật, Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật, Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật, Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Hôm nay chúng con xin nhờ công đức nhân duyên sám hối thanh tịnh và tán thán chư Phật, nguyện cho tất cả chúng sanh trong tứ sinh lục đạo từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật đều nhờ thần lực của chư Phật mà được tùy tâm tự tại giải thoát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Phát nguyện sám hối. Đệ tử chúng con từ vô thỉ gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luân lạc, giới sinh linh vô số điêu tàn, sống ưu hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn ra phương hướng, đàn con dại từ lâu dứt dưỡng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quang, lạy Phật tổ soi đường dẫn bước, bao tội khổ trong đường ác trượt, vì tham sân si mạng gây nên, còn hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát.
trí huệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sinh. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyện ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt bể ái hà. Nhớ lời ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo ngài trên bước đường lành. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí huệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Phật A Di Đà thân kim sắc, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm. Năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. Quy mạng lễ A-di-đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin Đức từ bi tiếp độ. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời cầu nguyện. Một, nếu như tôi đã từng làm cho ai đau khổ hoặc tổn thương bằng lời nói hay hành động, tôi xin thành tâm sám hối, nguyện cho oan trái giữa tôi và họ đều được hóa giải hết. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho những ai đã từng làm cho tôi đau khổ, tổn thương bằng lời nói hay hành động. Cầu mong cho thân tôi không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, khẩu không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, chửi rủa, ý không tham lam, sân hận, tà kiến, không ganh ghét, đố kỵ, ích kỷ, kiêu mạn, biết khiêm hạ, tôn kính mọi người, thường thấy lỗi mình, không thấy lỗi người, và luôn luôn giữ vững tâm được bình thản trước nghịch cảnh của cuộc đời, dù bị chửi mắng, đánh đập hay mưu hại. Nguyện xin ơn trên chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia trì cho chúng con. Từ nay cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ. Tất cả lo sợ, bệnh hoạn, tai nạn, phiền não oan trái, khổ đau đều được giải thoát. Sống đời đạo đức yên vui trong chánh pháp, xa lìa mọi ác nghiệp, tu nhiều thiện nghiệp, luôn luôn giữ vững chí nguyện tu hành, thường thân cận chư Phật, được Phật thọ ký, tu Bồ Tát đạo, hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn, trước cứu độ chúng sanh đồng thành Phật đạo. Hai, cầu mong cho sư trưởng, huynh đệ, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bà con dòng họ, kẻ oán người thân của tôi, đừng có oan trái với chúng sanh, không khổ thân, không khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường được thanh tịnh, an lạc. Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia trì cho sư trưởng, huynh đệ, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bà con dòng họ, kẻ oán người thân của chúng con. Từ nay cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ. Tất cả lo sợ, bệnh hoạn, tai nạn, phiền não oan trái, khổ đau đều được giải thoát. Sống đời đạo đức yên vui trong chánh pháp, phát tâm Bồ đề, tin sâu lý nhân quả, tu đạo Bồ Tát độ thoát chúng sanh. 3. Cầu mong cho hết thảy chúng sanh trong đường thiên nhân Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, đừng có oan trái lẫn nhau,
không khổ thân, không khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường được thanh tịnh, an lạc. Nguyện xin ơn trên Tam Bảo từ bi gia hộ hết thảy chúng sanh trong đường thiên, nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Từ nay cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu oan trái tội chướng đều được tiêu trừ, tất cả phiền não thống khổ đều được giải thoát. Tùy ý sanh về tịnh độ của chư Phật, hạnh nguyện Bồ Tát thành tựu viên mãn, được kim căn tâm thành bậc chánh giác, rộng độ chúng sanh đồng thành Phật đạo. 4. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở khắp mười hướng đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Kinh Tâm Từ. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại xứ Xá Vệ, gần đến ngày an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa. Chư tỳ khưu từ khắp nơi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin Ngài dạy đề mục thiền định, đối tượng thiền huệ thích hợp bản tánh của mỗi tỳ khưu. Khi ấy, có 500 tỳ khưu sau khi thọ giáo đề mục thiền định xong, dẫn nhau đến khu rừng núi Himavantu. Nơi ấy cây cối xanh tươi, có nguồn nước trong lành. Chư tỳ khưu an trú tại khu rừng núi đó, hằng ngày ngồi hành thiền dưới những cội cây. Do oai lực giới đức trong sạch của quý Ngài, làm cho nhóm thiên thần ngự trên cội cây không thể ở yên ổn được, nên đành dẫn thân quyến xuống ở dưới mặt đất, làm cho họ sống rất vất vả khổ cực. Nhóm thiên thần này cùng nhau bàn luận rằng, chúng ta nên hóa ra những hình ảnh đáng ghê sợ, những thứ âm thanh rùng rợn, những mùi tanh hôi khó chịu, khiến cho các vị ấy không thể nào tiếp tục ở lại nữa. Thật vậy, chư tỳ khưu đang tiến hành thiền định và thiền huệ, ban đêm nhìn thấy những hình ảnh ghê sợ, nghe những âm thanh rùng rợn, ngửi những mùi tanh hôi rất khó chịu, làm cho tâm một số đông chư tỳ khưu bị dao động, không ổn định, sanh tâm sợ hãi. Do đó, thân thể gầy ốm, khuôn mặt xanh xao hốc hác, phát sanh bệnh hoạn, khiến cho tâm không thể an trú trong đề mục thiền định. Một hôm, chư tỳ khưu họp lại bàn với nhau rằng, chúng ta nên trở về xin phép Đức Thế Tôn an cư nhập hạ ở một nơi khác. Tất cả chư tỳ khưu đều đồng tâm nhất trí lên đường trở về Xá Vệ, đảnh lễ Đức Thế Tôn, kể rõ những tai họa xảy ra do nhóm thiên thần trong khu rừng núi ấy. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con an cư nhập hạ ở một nơi khác. Quán xét thấy không có chỗ nào thuận lợi hơn khu rừng ấy, Đức Thế Tôn khuyên dạy rằng, này chư tỳ khưu, chỗ khác không có nơi nào thuận lợi hơn nơi đó, các con nên trở về chỗ cũ. Lần này Như Lai sẽ dạy các con bài kinh Metta Sutta, bảo vệ cho các con được an toàn để thực hành các đề mục thiền định và thiền huệ. Trước khi hành thiền, các con nên niệm rải tâm từ, cầu mong cho tất cả chúng sanh thân thường được an lạc vô sự, tâm thường được thanh tịnh, đừng làm khổ nhau bằng thân hoặc bằng khẩu do tâm nóng giận hận thù. Chư tỳ khưu thực hành theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, rồi cùng nhau trở lại khu rừng núi cũ. Khi ấy, nhóm thiên thần trong khu rừng ấy cảm thấy mát mẻ, an lạc do năng lực tâm từ của chư tỳ khưu, nên vô cùng hoan hỷ, hộ độ chư tỳ khưu sống yên ổn, tiến hành niệm rải tâm từ và thiền định, chứng đắc bậc thiền sắc giới làm nền tảng, làm đối tượng để tiến hành thiền huệ. Trong mùa an cư nhập hạ ấy,
toàn thể chư tỳ khưu đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh a la hán cao thượng. Hai, lại nữa, một thời Đức Phật ngự tại Xá Vệ, khi đó có một tỳ khưu bị rắn cắn chết. Chư tỳ khưu đến đảnh lễ Đức Phật rồi thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tối hôm qua có một tỳ khưu bị rắn cắn chết. Này chư tỳ khưu, chắc chắn vị tỳ khưu ấy không niệm rải tâm từ đến dòng tộc của bốn loài rắn chúa, nên tỳ khưu ấy mới bị rắn cắn chết. Nếu vị tỳ khưu ấy tiến hành niệm rải tâm từ đến dòng tộc bốn loài rắn chúa, thì tỳ khưu ấy không bao giờ bị rắn cắn chết. Này chư tỳ khưu, hãy tiến hành niệm rải tâm từ đến dòng tộc của bốn loài rắn chúa để bảo vệ mình không bị rắn cắn. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh không chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh hai chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh bốn chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh nhiều chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến các dòng rắn chúa, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến các loài ruồi, muỗi, rận, rẹp, rắn rít, bò cạp, kiến, gián ong, nhện nhện, tắc kè, chuột, côn trùng, di trùng, vân vân. Những loài có tánh hung dữ, xin đừng làm khổ tôi. Tôi thường luôn niệm tưởng ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, cầu xin cho tất cả chúng sinh trong mười phương đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho được thành tựu những hạnh phúc khiến cho tất cả những sự khổ não, kinh sợ, bệnh hoạn, tai nạn đều tiêu tan. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Một, rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn chúa tên Di Rũ Pa Kha. Rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn chúa tên E Rã Pa Tha. Rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn chúa tên Chayabutha. Rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn chúa tên Kanhagothama. Hai, rải tâm từ của tôi đến chúng sinh không chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh hai chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh bốn chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh nhiều chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến tất cả chúng sinh, cầu mong không một ai gặp phải cảnh khổ đau. Ba, tôi thường luôn niệm tưởng ân Đức Phật vô lượng, ân Đức Pháp vô lượng, ân Đức Tăng vô lượng, hằng đêm ngày cầu nguyện các loài chúng sinh là rắn, bò cạp, rít nhện, tắc kè, chuột, vân vân, các loài bò sát ấy, xin đừng làm hại tôi. Bốn, con đảnh lễ chư Phật hiện tại và quá khứ, xin tất cả chúng sinh có tính hay hung dữ tránh xa đừng hại tôi. Bài kinh Khandajutha này làm tiêu tan chất độc, trong phạm vi rộng lớn còn ngăn được tai họa suốt cả ngày lẫn đêm. Bài kinh Khandajutha này hành giả nên tụng niệm. Nguyện an lành, nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sáu thời luôn an lành, tất cả thời gian luôn an lành, ngưỡng mong bổn sư ban an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sáu thời luôn an lành, tất cả thời gian luôn an lành, ngưỡng mong Tam Bảo giúp an lành.